Mới đây, bác sĩ Mai Thị Anh Thư, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, mùa hè thời tiết nắng nóng, môi trường nhiều khói bụi, mọi người hay chơi thể thao, bơi lội, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập gây các bệnh về mắt. Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời cũng tác động không nhỏ làm tổn thương tế bào thần kinh thị giác. Sau đây là ba bệnh về mắt thường gặp vào mùa hè, người dân nên lưu ý. Thứ nhất, đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc là tình trạng viêm lớp màng trong suốt ở bề mặt nhãn cầu. Đây là bệnh khá phổ biến và có thể lan rộng, bùng phát mạnh vào mùa hè do virus adeno, vi khuẩn hoặc các tác nhân gây dị ứng từ môi trường như là gió, bụi, nước mưa. Người bị đau mắt đỏ thường có các triệu chứng như là mắt đỏ, chảy nước mắt, cộm rát, mắt bị sưng, có rỉ, một số trường hợp có thể bị sốt nhẹ, ho, đau họng. Nếu để bệnh diễn biến nặng có thể gây viêm, loét giác mạc, thậm chí là dẫn đến mù lòa. Thứ hai, chắp và lẹo mắt là bệnh thường gặp ở bờ mi, đều có đặc điểm chung gây phù nề, đau nhức ở mi mắt nên nhiều người lầm tưởng hai bệnh này giống nhau. Thực tế lẹo là do vi khuẩn xâm nhập vào tuyến chân lông mi gây viêm nhiễm cấp tính. Chắp xuất hiện do sự tắc nghẽn ống tuyến nhờn của mi mắt, vị trí thường ở xa bờ mi hơn so với lẹo. Người bị lẹo thường sưng đỏ vùng mi mắt, ấn thấy đau bờ mi, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, cảm giác có dị vật ở mắt. Còn dấu hiệu chắp là sưng, đau, đỏ mắt, khó chịu ở bề mặt kết mạc của mi. Chắp và lẹo là bệnh khá phổ biến, có thể tự khỏi nếu biết giữ gìn và vệ sinh đúng cách. Tuy nhiên bệnh có thể dễ tái lại, vì vậy khi có dấu hiệu bị chắp, lẹo, người bệnh cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để điều trị đúng cách, không nên tự ý dùng thuốc. Thứ ba, nguy cơ đục thủy tinh thể từ tia cực tím. Thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím UV từ mặt trời cộng thêm môi trường khói bụi ô nhiễm, khí thải chất độc hại làm tăng nguy cơ gây bệnh đục thủy tinh thể, thay hóa điểm vàng ở mắt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây giảm thị lực và mù lòa phổ biến. Giai đoạn sớm, bệnh có thể xuất hiện biểu hiện như là mờ mắt, khó khăn khi lái xe vào ban đêm, cảm giác mắt như là có màng che. Giai đoạn muộn có dấu hiệu rõ rệt như là màu sắc thủy tinh thể thay đổi, nhìn thấy chấm đen trước mặt, nhạy cảm hơn với ánh sáng, giảm nhận thức về màu sắc. Bệnh diễn tiến từ nhẹ đến nặng khiến người bệnh dễ bỏ qua đến khi chuyển nặng mới đi khám. Theo bác sĩ, để phòng tránh các bệnh về mắt vào mùa hè, bạn nên thường xuyên vệ sinh, giữ gìn tay sạch sẽ, tuyệt đối không dùng tay bẩn dụi mắt. Đeo kính râm khi ra ngoài nắng nóng, tránh khói bụi, hạn chế di chuyển từ 11 đến 13 giờ, thời điểm tia cực tím cao nhất trong ngày. Khi bụi bẩn bay vào mắt, có thể chớp mắt và cốc nước sạch, không nên dùng tay dụi, có thể gây xước giác mạc. Uống nhiều nước để cung cấp đủ nước, độ ẩm cần thiết cho mắt. Không tắm ở khu vực nước biển, sông, suối, ao hồ bị ô nhiễm, mất vệ sinh. Đặc biệt, khám mắt ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bệnh lý, không tự ý mua thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khám định kỳ 6 tháng một lần là cách tốt nhất giúp sớm phát hiện những bệnh lý về mắt để kịp thời điều trị.